Các bạn ơi, xuất phát từ nhà mình nhá. 194 đường Trung Thành, bắt đầu đi mua đồ về cho gia đình. Phòng chống Covid các bạn. Không biết ra ngoài đường có ai nhìn thấy mình. Thế nào nhá, mình sẽ đi cùng các bạn này. Đấy. Xem họ cười mình thế nào nhá các bạn nhá. Mình sẽ đang đi quay trên con đường đấy, các bạn thấy không, làm một cái video cho các bạn, đội cái mũ này vào an toàn tuyệt đối, xem mọi người có cười mình không nhá. Đấy các bạn, rất vắng luôn, quả mũ này vào xuống kia thì đấy, các bạn nhé, rất vắng luôn, mình đang đi trên đường đấy các bạn, quả mũ thời trang của mình đây xoay tú hướng luôn, quay thế là được hết. Chống mưa, chống cả Covid, chống nắng luôn. Phun thuốc sâu, nam đen ngủ. 4 trong 1. Nắng tay luôn. Đường đang vắng tanh luôn, rất ít người đi lại. Mình đang quay đây là trên đường bờ đội 7 xã Thượng Mỗ các bạn. Đang vắng tanh luôn mùa Covid các bạn thấy không? Họ thực hiện cũng nghiêm đấy nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy đi các bạn. Mình không biết họ cười mình không này. Rồi mũ bảo hiểm vào trước rồi nhá các bạn, đây bắt đấy. Tuyệt vời nhé các bạn nhé, rất vắng đi. Và đang đi mua các thứ các bạn. Sau một vụ này đi thì chắc chắn là nhiều người sẽ bảo mình có vấn đề. Có vấn đề các bạn. Đấy, chế một quả này đi hơi cũng hơi nghịch đấy nhở. Và quả mũ tuyệt vời không các bạn. Mình đang đi quay ở đội 7 Thượng Mỗ các bạn. Hôm nay công an sẽ sang bắt ở thôn 7 một số người không đeo băng khẩu. Mình đi dình vào dưới kia có quán đang đứt đông rồi. Xem họ có cười không nhá. Cái gì đấy? Ôi giời, ông Đức chửi ai. Ạ. Nhìn thấy ông chưa? Chào ông Đức. Chào ông chưa? Nhìn thấy ông sợ quá này. Sợ ông? Đấy, bảo hiểm như thế này đấy. Đấy, giờ ông lại đi tiếp, ông đi mua thức ăn đây. Sao không đeo băng khẩu cho con đây đường này á? Đây quả này mấy bác ngồi đây chuẩn bị công an sang mà không biết à? Nó bật cái song ấy, nó Covid. Công an xã đây sáng sớm sáng đấy nhá. Đức à. Ồ, thanh à. Cho gì giờ dịch Covid ta phải đeo khẩu trang này, còn cái này nữa. Đã lấy điều chế từ cái thùng. Cái là cái thùng này. Sợ chưa? Sợ, chờ mình về này. Đấy, an toàn đây, công an sáng bắt đấy nhá. Đấy. Đấy, thiết kế cho mọi người đây, công an đi sáng bắt rồi. Vừa ta lạ, vừa chắn 12 giờ đi. Bản cái kính và thanh kính bảo hiểm. Hả? Bản ra bản cái nam kính bảo hiểm. Được không? Được. Đấy, phát biểu cảm tưởng với cho cái con người chúng ta tốt không? Tốt. Đấy các bạn thấy không? Đấy là một người bảo đa là bảo là rất tốt. À, đây là một cái sáng kiến để phun nước sâu này. Đấy, cái nước sâu được này. Cắt cỏ tốt. Cắt cỏ này, không sợ là cỏ bắn vào mặt đấy. Đấy là cái là rất là hay.
lại còn chống được cả Covid đúng không? Đấy, tối nay sẽ xem kênh Tích Nhân TV để thấy mẫu, kênh mẫu này chuẩn bị ra đi để đặt đơn. Đấy, để đặt đơn. Đấy, tôi sẽ giảm ký bản quyền bạn này cho. Đấy, bạn nhé. Được không? Bạn thấy được không? Đặt 5 cái thôi. 5 cái nhá. Ok, ok, giá rẻ thôi vì tận dụng các cái này mà giá rẻ nhưng mà mục đích là để phun nước sâu này, cắt cỏ này. Đi cắt cỏ tốt. Đi cắt cỏ tốt mà. Đi cắt cỏ nó không sợ bay vào các cái cước vào mặt. Đấy mà không sợ đất bắn vào mặt. Cái thứ hai nữa tối làm đèn ngủ luôn. Chống Covid được. Covid. Tôi cắt cỏ đéo đâu. Đấy, vừa làm nhiều thứ Covid rồi. Cảm ơn bạn nhá. Để mình đi một tiếp này. Đấy, lại đi sang xóm mình xem họ phản ứng thế nào nhá. Một sáng kiến mới của mình. Đấy, có cười rồi đấy. Và đi sang bên phải các bạn, cũng có xe húc vào chết này. Mình sẽ ra kia mình đặt mua đậu. Đậu bán cho đậu với có bụi ấy không em nhỉ? Đấy các bạn mình chia thớt nhiều thế em làm hay được không? Được quá được. Phun nước sâu này, cắt cỏ này, trời mưa nắng này, chống Covid này, chống Covid tuyệt vời đấy là cái tuyệt vời đấy, cảm ơn chị nhá. Em đang làm cái video này đó, đi mua thức ăn cho vợ đấy. Các bạn thấy không, đó là tại đội 7 thượng phố các bạn nhá. Một sáng kiến cái này vừa cắt cỏ được này đấy, phòng Covid này đấy. Cô thấy đẹp không? Cháu chế nó là từ cái bình đựng rượu đấy. Đi cắt cỏ được này, cắt cỏ không sợ đất cát bắn vào. Này các bạn nha, cái này để cho mọi người chiêm ngưỡng ở trong quán này các bạn này đấy, thấy không cháu? Hay không? Covid không vào được. Covid là không vào được các bạn nha. Ơi, sản phẩm này là chế các bạn có cả kính thời trang ấy. Đấy, đẹp không? Đấy. Đấy mọi người đây, hôm nay đi áo bằng khẩu hết rồi, đây công an xã sang đấy nhá. Vâng. Các bác ở đây là đi trong xóm là công an xã sang đấy. Vâng. Cái nón này vừa đi đội nắng đội mưa là cô có thấy không? Đấy. Vừa đội nắng đội mưa được mà vừa cắt cỏ được này. Phun nước sâu được, đặc biệt là Covid. Sản phẩm này tuyệt vời. Cho anh một túi đi. Đây các bạn, đây là mình giới thiệu với các bạn, đây là cái quán đậu ngon nhất của đội 7 đây. Mình hay mua nhà em Cường này. Đấy, này vợ sai đi mua đậu mới canh đậu. Đấy. Đấy, bây giờ là cho anh tạm gửi đấy, anh gửi tiền giúp anh quay lại. Anh ra kia, anh là ngã tư kia, anh quay cái phóng sự ở ngã tư nữa. Này xem công an có sang không? Bao tiền em nhỉ? 13.000. Đấy, bây giờ phải để cái nón này trong đây để cho mọi người giới thiệu. Em đậu thử cái xem nào, anh quay cái, em thử đeo thử vào. Em cứ đeo thử vào cái nào. Nào. Đây. Đây là cửa hàng đậu này. Đấy, quay là kính ra cho nó thời trang tí. Đấy. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đấy, đây. Cái quả kính này, đã quả mũ này đã được em Cường đội vào đấy, tuyệt vời chưa? Em đội thử cái em. Em Covid đội. Em vào thử đấy, anh chế cái này bình buồn rượu đấy để đi mà. Đấy, tuyệt chưa? Tuyệt chiêu chưa? Đấy. 13.000 đây em. Cắt cái này lên mà vẫn đội được đấy mà. Hay không em? Tránh Covid này, nó lại còn đi cắt cỏ được này. Phun thuốc sâu được này. Mà tối cho cái bóng điện vào đây này. Thằng cái đèn ngủ chứ là tuyệt vời đẹp này. Chú thấy không? Chú cầm thử cháu quay ra chú. Đấy. Chú thấy thời trang chưa? Phun thuốc sâu được nhá. Đấy, rất đơn giản. Rồi mưa được nhá. Đi mua thức ăn được nhá. Đấy, là đi phun thuốc cắt cỏ là vì là không có sợ đất cát bắn vào mặt rồi. Mà rất là đơn giản. Chú đợi thử bài cháu, chú đợi thử bài xem nào để cháu giới thiệu sản phẩm này lên kênh của cháu chú. Chú vào đi không sao đâu. Đấy. Tuyệt vời lắm. Chú cho hẳn sâu xuống không sao mà. Để cho nhìn rõ. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đấy. Quá tuyệt. Chú ra đây đây. À, tất cả mọi người ủng hộ chống Covid chú nha. Đấy. Đã tuyệt vời không? Đây là chú Bính ở thôn 7 mình đấy các bạn. Đã chia sẻ cùng mình với cái ý tưởng. Tôi là rất sáng kiến trong việc chống Covid này. Vâng. An toàn đặc, đấy và lại thời trang. Chú ạ, rút cái này lên này, nó rất là tiện đấy, nó không bị dính tay đấy. Và bên cạnh đấy là cháu phải có cái này này, có một cái nữa là đây ạ,
cái này là cái sản phẩm này nữa là cũng giới thiệu chú luôn là phải đun tục trong nhà phòng. Đây là cái chỉ tay. Mỗi một cái ở trong nhà đều phải bàn làm việc các con đều phải có. Xong cái cầu thang mình mó nhiều với mấy cái nút cửa. Mấy cái cửa ngoài ra, cửa ra vào nhà cổng ấy, rất nhiều người hay mó vào, mình diệt khuẩn luôn. Không biết nào đâu. Quả đấm đấy. Vì sáng nay nhá, một vụ tai nạn nhá, mà phát hiện trong khám kiểm tra máu lại bị Covid đấy. Rất là nguy hiểm mà không biết trường hợp nào ai bị ai không. Không biết là lây đấy. Cháu làm một cái video này cháu đưa lên kênh để cái này thiết kế đi đặt cua ấy, cua tuân mãi cái mũ để cắt cỏ mà không được. Cho thiết làm cái này tạo cắt cỏ là bắn vào mặt kinh khủng luôn. Đấy, bắt cắt đất mà không thể cắt cỏ rồi, thế dùng cái lầy và cắt cỏ mà tiện. Đấy. Cái thứ hai nữa là chống tốt. Đấy. Quá đơn giản mà lại sạch môi trường, tối nằm đèn ngủ. Chú thấy không chú? Thì là mũ chống bảo hiểm Covid chú ạ. Đấy. Lại còn thời trang. Cháu đuổi đi dưới kia lên mà ông thực cái cháu, ông ấy nhìn ông ấy chả dám nói câu nào. Sau qua cái video này mà bảo là chắc là đức rồ. Rồ mà ra sản phẩm là được chú ạ. Rồ mà nhiều người xem mà có tiền để cho vợ mua mì tôm là được. Đấy, quên 13.000 nói cho anh cái. Nếu không anh cáo cho có đủ tiền không? Đấy, cho con 13.000 không có thì để. Covid không được. Được không chú? Đấy. Nhưng mà có lẽ phải làm mấy cái ống thông hơi đằng sau ạ. Chú ơi, có cái này. Dạ, ừ. Có cái lỗ này, nếu mà mưa thì nút lại. Cứ thở được mà. Đây này, nó còn cái lỗ dưới này này. Dưới này lên. Anh gửi lại nhá. Vâng. Thì ra anh ra kia anh quay ở ngã tư xem là mọi người có bảo anh rồ không, để anh rồ thể. Gửi cái này. Các bạn ơi, còn một đoạn nữa là tới ngã tư, nơi tập hợp đông nhất của thôn 7 xã Thượng Mỗ. Mình sẽ đi các đưa các bạn đến dưới kia để giới thiệu các bạn sản phẩm cái mũ bảo hiểm, cái mũ này cho dân thôn mình. Nếu mà ai có thể tự làm được luôn càng tốt, không cần phải mua. Đấy, một sáng kiến rất đơn giản, vừa sạch môi trường, vừa phun thuốc sâu, cắt cỏ, không sợ bắn đất vào mặt. Và đặc biệt là phòng chống bệnh dịch Covid đang rất nguy hiểm các bạn nhé. Và giới thiệu quay mũ này thì ai cũng thích lắm các bạn. Rất thích. Đây là trung tâm văn hóa thể thao của thôn 7 Thượng Mỗ nhé các bạn nhé. 100% dân thôn trung thành xã Thượng Mỗ đeo băng khẩu. Từ trẻ em đến người già không có ai không đeo cả các bạn. Không có vấn đề đâu các bạn nhé. Mình đang đứng ở trung tâm nhà thôn trung thành các bạn nhé. Này công an sang bắt băng khẩu nhá. Ai không có thì đeo vào. Mà ai không có thiết kế cái mũ này thì sang gặp tôi nhá. Đây các bạn ơi, đây mình đang ở trung tâm nhà văn hóa thôn Trung Thành nhá. Dân toàn bộ là băng khẩu hết. Các bạn nhá. Đấy. Đây là một video đây, các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn nhìn nhá. Tuyệt vời. Đây là từ bán cá này. Đấy, đây trung tâm này. Ai cũng có băng khẩu hết nhá. Này công an sang đây là không bắt được đâu. Đấy. Cá phục vụ nhân dân. Đấy các bạn. Toàn bộ đeo hết nhá. 100%. Đấy. Khu vực này là bảo vệ rất là tốt. Được rồi chưa? Đấy. À đấy, cái này để phục vụ nhân dân đây. Vừa phun thuốc sâu vừa giới thiệu bác là đây này là vừa phun thuốc sâu này chống Covid này, cắt cỏ này, không bị sợ đất cắt bắn vào mặt này. Hả? À? Bác đội thử vào cái, bác đội thử vào xem hay lắm, cắt cỏ được mà bác đội bỏ mũ ra nó nhá. À, kính à, đeo kính à. Bác đeo thử giới thiệu cho bác cái sản phẩm hả? Đấy, cái này rất là tốt luôn. Đây anh tiếp thị cho em cái mũ này em được không? Vâng, được. Đặt nhà tuân mãi chưa được, về nghiên cứu cái này ra để làm mấy đây. Đây là em Hồng và vợ chú Trương các bạn nhé. Đấy, bán được thì từ ngã tư phục vụ nhân dân và lúc nào phải băng khẩu đeo hết này. Đấy. Cẩn thận chưa? Dao đây cũng thỉnh thoảng vậy lau sạch sẽ. Đấy. Bên kia là hai nhà bán thực phẩm cũng băng khẩu hết nhá. Các bạn cứ bảo là đội 7 là không có băng khẩu là sai nhá. Ai đeo 100%?
Đấy, các bạn nhá, nhìn thợ xây kìa, đấy, ai cũng mang khẩu hết nhá, đấy, thợ xây dựng này, phục vụ này, 100% nhá, đấy. Đấy, bán phục vụ nhân dân nhá, đây là vẫn thiết yếu, nhu cầu thiết yếu. Và có canh đậu này, rau này, đây này, dứa này, đấy, đều phải chuẩn luôn, 100% luôn. Em thấy quả mũ của anh này có hiệu ý không? Hiệu quả, quả anh mua này ra bảo bao nguyên rồi. Các bạn ơi, đây là mình đang đứng với một người đẹp ở tại ngã tư của thôn 7 xã Thượng Hô. Và cô này, cô đang xem cái mũ của mình. Đấy, các bạn xem nào. Cái mũ này là có nhiều tác dụng lắm em ạ. Các bạn ạ. Cái kính tiêu ra ngoài ư? Kính tiêu ra ngoài. Thời trang mới đi. Đội mình đang nhìn thấy gì? Kính thời trang vẫn nhìn được, bạn đội thừa không? Vừa cắt cỏ được này, vừa phun nước sâu được này. Kính, rồi, kính tối năm giờ ngủ được đeo ra ngoài cái can nhựa. Mình chọc cái lỗ thùng ở đây. Đấy, thấy chưa? Đây là hai lớp kính à? Ôi giời, hai lớp kính. Một lớp nhựa, một lớp kính. Cái này là thời trang, không thích thì bỏ ra. Hiểu không? Cái này là thời trang, không thích thì bỏ ra. Cứ quét cái nhựa này đi, xong đeo kính này vào một lớp thôi. Không, để nó khi không cần thiết thì mình bỏ, mình cần thì mình đeo, không cần thì thôi. Phun nước sâu nữa. Rất kia các bạn nhá, đây là ngã tư thôn 7 Thượng Hô chứ các bạn nhá. Rất nhiều người đều đeo hết. Các bạn. Đây các bạn này, cười tức ruột với quả mũ của mình. Hay không bạn? Hay quá hay. Bạn thử đội thử vào cái, bạn cứ thử vào cái cho mình xem cái đi. Mấy người đội thử rồi. Đây các bạn nhá, đây. Cái ô tô mà vẫn có mũ bảo hiểm này đấy. Đấy, vẫn được đấy. Cho quản đeo tô cái, đứng trên đường lái xe quẩy cái, chậm một tí thôi, quay một tí thôi. Đứng ở tại chỗ cho đeo cái, ngồi cái không? Đeo về nhá chú. Đeo tại chỗ này. Đó, đeo thử cái. Đây là một chiếc xe máy xúc các bạn nhá, đeo thử quả này vào. Đeo thử vào nhá. Đó, thử trang. Tuyệt vời, xây ra, đấy, tuyệt vời. Chắc kính sắp kết mới quay được, đấy, vứt thời trang các bạn nhá. Đấy, đây là dân dân tôi bảy Việt Nam này, vẫn có bảo hiểm phòng chống được các loại cái luôn, dịch, đặc biệt dịch Covid. Thôi, rất là cảm ơn. Đó các bạn, tuyệt vời. Đấy, chuẩn chưa? Đây, đeo vào đi, chỉnh cái nào. Đấy, đánh lên chưa? Các bạn nhá, phun thuốc sâu được, cắt cỏ được, đặc biệt là Covid. Tối thì nằm đèn ngủ cho cái bóng điện vào. Đấy. Nếu mà ai mà đầu hơi ẩm hay cáu vợ cáu con cho vào sấy đầu, hiểu chưa? Đấy, cảm ơn bạn nhé. Đấy. Vâng, em cho lên kênh của em mà hả? Đây. Chống Covid. Đấy. Chụp kiểu ảnh luôn, em đứng vào đây luôn để xem luôn cái hình luôn. Đây. Đấy. Các bạn nhá, đây là tất cả nhân dân thôn 7 mình đang lao động sản xuất và đang chứng kiến quả mũ của mình tuyệt vời luôn. Rất nhiều người đang đặt hàng. Một người đặt hàng nhá, đây là công nghệ riêng, đây là bản quyền riêng đấy. Độc quyền đấy. Cảm ơn các bạn đã. Nó mở mắt nhìn ra là được đúng không? Không, em nấu chứ. Nấu. Nấu ơi, trong nó không. Em nấu mà, thì lúc nào mà nó cái này nó có lỗ thủng chứ nhá, nó có lỗ thủng nó thoát hơi lên. Nó tụng nó lên hoặc là mưa mà bắn vào thì mình lấy khăn mình lau nó như cái kính của tô phải lau chứ. Nhưng mà để đeo hai kính. Không, nó vun đây em có dùng hết luôn. Chị có tin em tập võ được không? Em nói nhá, kể cả các bác thùng áo thùng quần em cũng nhìn thấy. Nó hay lại xuyên ba tầng quần. Xuyên ba tầng luôn. Ý kính này nó là cộng hưởng, kính này là cộng hưởng. Nào nam này tốt đấy nhỉ? Hả? Nam này tốt đấy. Phun thuốc sâu được mà chị. Phun thuốc sâu được này, cắt cỏ này. Và đặc biệt là cái bệnh dịch Covid này, mỗi người đeo bạn này còn bảo vệ môi trường nhá. Bảo vệ môi trường chị nhá. Thế thì sao phải quảng cáo, phải đi bán cho người ta mua chứ. Đấy rồi, em đang đi tiếp thị đấy. Thế em vừa đi mà quay video đấy, em tiếp thị em bán đây. Sao phải quảng cáo bán cho mỗi người bán. Đấy. Đấy, con cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhá. Xin cảm ơn, hiện nay là một cái chương trình sau đây này mình giới thiệu các bạn tại ngã tư thôn 7 Thượng Hô. Một chiếc cái mũ bảo hiểm chống Covid các bạn nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn. Ôi, mình đã về rồi, cảm ơn các bạn nhá. Cười phát nữa để về đấy, cười phát nữa. Đau hết cả họng rồi. Đau hết cả họng rồi à? Đau chưa? Trời ơi. Đau chưa? Đau chưa? Đi. Hả? Đau chưa? Đau rồi. Đau rồi à?
Cảm ơn bạn nhá. Đấy, mình đã định dừng kênh nhưng mà cái bạn này bạn ý cười vỡ lở với cái mũi của mình. Đấy, chị này nữa, đấy chị Xuyến nó cười vỡ lở luôn đấy. Đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình nhá. Xin cảm ơn các bạn. Mách có chứng các bạn nhá. Tất cả những người đang lao động ở thôn 7 họ đều đeo băng khẩu tất nhá các bạn nhá. Đấy. Các bác đang làm rất là cẩn thận. Đấy. Kể cả đến trên tầng với nhau vẫn người quen hàng ngày nhưng vẫn có băng khẩu hết các bạn nhá. 100% thôn 7 đeo băng khẩu. Đây, bạn Phương của tôi này đấy cũng băng khẩu hết này, không có ai không có nhá các bạn nhá. Đây là chú bể của thôn 7 đang đeo thử cái mũ của mình các bạn nhá. Rất nhiều người đeo thử cái mũ của mình. Đấy, rất tiện. Đấy các bạn ạ, đấy. Cái này là vừa phục vụ chống Covid chú ạ. Mà vừa cắt cỏ được này. Đặc biệt nữa này là phun nước sâu được này. Và làm đèn ngủ buổi tối này chú ạ. Đấy. Các bạn thấy không? Dân thôn 7 rất là ủng hộ mình cái mũ này. Đèn ngủ buổi tối á. Đèn ngủ cho vào đây thành đèn ngủ nó không phải tốt không? Mà nó sấy nóng luôn cho nó ráo sạch vi khuẩn chị. Một công đôi việc đúng không? Nhiều việc luôn nhá, cắt cỏ chị nhá, cắt phun nước sâu nhá, thời trang nhá, đi dự đám cưới hội nghị được nhá, đặc biệt là Covid nhá, tối nằm đèn ngủ, mà lại còn sạch môi trường, không bị vứt lung tung, không bị ô nhiễm. Không đâu, đấy, không cửa được. Là, không cửa được. Có lỗ thủng mà chú, có lỗ thủng mà đấy, chú để vẫn thoải mái đấy, cháu để thông lên thông dưới mà, trên thu khí dương, dưới thu khí âm, đấy cần bằng điều hòa hết mà đấy chú theo. Đấy, chú đi lại, chú kẻ, chú xuống, ngồi xuống, đứng lên cháu là chú ngồi xuống lên này. Chú, đấy, rất hay, chú ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy, đứng lên. Đấy các bạn nhá. Khi chú rút nhá, chú không cần máu ở đây, chẳng là dính vi khuất vào, chú cầm vào cây, uống trên này. Qua trên này này, qua trên này, chú này, xách này, xách này, đấy, xách này. Chú giống cái đèn nồng không ạ? Đấy. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình, xin cảm ơn các bạn. Xin ủng hộ kênh của mình. Xin chào. Là để phòng chống dịch Covid. Đội vào thì nó vừa bảo vệ này, còn mình cất thì mình đi làm cắt cỏ được ấy. Cô đeo thử vào cái. Vâng, cô đeo thử vào. Đâu à? Vâng, đeo thử vào. Cả lón, cả mũ. Vâng. Đấy, bỏ cái ấy ra xem. À thế à? Vâng. Cái này rất tiện ạ. Đấy. Có cái núm kia hơi vướng đằng sau. À thế này tóc bắt buộc. Cô cho hẳn xuống tí nữa đi. Xem nào đây. Đấy. Thời trang nhá, cắt cỏ được nhá. Mà đi làm cỏ được nhá, mà đi phun nước sâu được nhá, đặc biệt là chống Covid cơ nhá. Đấy, tuyệt vời quá. Đấy, cái này là một cái thời. Cái này nhiêu tiền đồng hả bán? Dạ. Cái này ạ, cái này đơn giản thôi, cái này mình tận dụng những cái dư thừa. Con cái ấy của bác đấy. Cái máy này á, cái máy này thì nhiều tiền ạ. Cái máy dạ của cháu, thế, vâng, cái máy quay. À? Cái máy của cháu thì quay thì nó nhiều tiền ạ. Còn cái này. Cái máy này nó nhiều vâng. Tiền. Này là cắt từ cái bình rượu để nó tránh và nó còn bảo vệ cả môi trường nữa. Kính này. Kính này thì mình dùng hàng ngày thôi, mình cắm vào cho thời trang thôi. Vâng vâng vâng. Cắm để thời trang. Vâng vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn cô nhá. Vâng. Vâng ạ. Đấy, các bạn ạ, bây giờ. Em ơi. Đấy. Cho xin cái này vừa gửi tiền rồi nhá. Vâng. Đấy, xong một cái video rồi em nhá. Đấy, để giới thiệu họ thích quá. Họ bảo cái mũ này bỏ cái mũ này là rất là tiện ích này. Đấy, các bạn vừa giới thiệu cái cửa hàng này xong rồi quay lại đây các bạn này. Đi dọc làng thôn 7 ai cũng thích bảo là vừa cắt cỏ được này, phun thuốc sâu được, làm cỏ được này, đặc biệt chống Covid được này. Đấy, dự hội nghị đám cưới tiệc được hết đấy các bạn. Đấy. Bác ạ, rất hay đấy, bác ạ. Đấy. Cảm ơn các bạn nhá. Về đây.